Đấy, đề, đây là đề uh, sở Hà Nội năm 2019-2020 uh, Ok Bài đầu tiên tìm giá trị của x thì um, Tìm giá trị của A khi x bằng Tính giá trị của A khi x bằng 9 Bài này quá quen rồi, nói đáp số thôi Bài này chắc chắn là các bạn uh, không ai bị mắc cả Điểm đều tối đa luôn Đây rồi Tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Thì cái bài 1 này đáp số của câu 1 nó là A bằng 1. A bằng 1. Câu 2 xem có cái gì không nhé. Bài 1 ý 2. Rút gọn biểu thức B. Biểu thức B thì chúng ta cũng rút gọn cũng uh, khá là tốt rồi. Bằng 1 trên căn của x cộng 1. Rút gọn biểu thức B. 1 trên căn của x cộng 1. Với x lớn bằng 0 và x khác 25. X lớn bằng 0 và x khác 25. Sau đó thì... Uh, Em có nhìn rõ không? Em có nhìn rõ bảng không? Trúc Linh nhìn rõ bảng không em? Ờ, hơi, mờ một tí thôi. hơi mờ một tí à, để thầy từ chỉnh lại cái cam một tí tẹo thôi nha. Chỉnh lại em thế à, các bạn khác có nhìn rõ không? Nguyên, Nguyên có nhìn rõ không? Nguyên có nhìn rõ chữ của thầy không? Nguyên có nhìn rõ chữ không em ơi? sao không có liên lạc nhỉ? Không để thầy chỉnh cam một tí. Phương Thanh hôm nay có nhìn có rõ không em? À, ok. Ừ, nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? Cố gắng em nhé. Thì ừ, còn mấy tháng nữa thôi. Bây giờ là tháng à, mùng 10 tháng 3 rồi. Thì ừ, có bao nhiêu đâu? Từ giờ đến à, 3 tháng nữa là mùng 10 tháng 6. Mùng 10 tháng 6 là chúng ngày này là chúng ta đang thi rồi. Đấy, đúng wow. không? 3 tháng nữa xong, 3 tháng rưỡi nữa xong nghỉ ngơi. <laughs> ý đầu là 0.5 điểm, ý sau 1 điểm, biểu thức B đây, rút gọn đây. Còn cái biểu câu thứ ba câu thứ ba thì có một số bạn trình bày rõ ràng là câu này thầy cho chữa rồi, đúng không? Làm rồi, làm ở kỳ một rồi nhưng mà chúng ta làm vẫn bị bị mắc lỗi. Để bài yêu cầu tìm tất cả giá trị nguyên của x. Đó. Câu này phải chữa này. Tìm x nguyên, tìm tất cả giá trị nguyên của x để biểu thức P bằng a nhân b đạt giá trị nguyên lớn nhất đạt giá trị nguyên lớn nhất giá trị nguyên lớn nhất đạt giá trị nguyên lớn nhất tìm x thuộc z để p trên b p bằng a nhân b đạt giá trị nguyên lớn nhất thì thực ra đây là một cái bài uh, cách hỏi khác của bài là gì nhỉ tìm x nguyên để p nguyên chúng ta cứ đi tìm x nguyên để p nguyên đi sau đó phải tính giá trị của p đó, trong tất cả giá trị nguyên của P chúng ta xem là giá trị nguyên nào là giá trị lớn nhất có thế thôi thế nhưng mà một số bạn vẫn cứ lây hoay mà chả biết nhìn đâu để kết luận ấy thế thì trước tiên thì chúng ta viết được biểu thức P ta có P bằng A nhân B A thì bằng 4 căn của x cộng 1 à, tất cả chia cho 25 chứa x nhân với B B bằng 1 trên căn của x cộng 1 1 trên căn của x cộng 1 nó sẽ bằng 4 trên 25 chứa đi x 25 chữ x Cái này thấy chữa ở trên lớp một lần rồi đấy Biểu thức này lớn nhất 4 là số dương rồi Để P lớn nhất P lớn nhất P lớn nhất Khi và chỉ khi Cũng vừa mới chữa cho các em lớp 8 xong Vừa cách đây khoảng 15-20 phút Cũng một cái bài giống thế này Điều Biểu thức P lớn nhất khi và khi 25 chữ x nó phải dương Đúng không? 25 chữ x nó phải lớn hơn không nó phải dương. Chứ nếu mà nó âm thì biểu thức P nó âm mất. Khi đó nó khó có thể là giá trị lớn nhất được. Bởi vì P ở đây nó sẽ tồn tại những giá trị của X làm cho P này dương. Nên là những giá trị âm không thể là giá trị lớn nhất được. 25 chữ X phải dương. Đồng thời là 25 chữ X. À, xin lỗi, từ từ xem nào. Tìm tất cả giá trị nguyên của X để biểu thức này đạt giá trị nguyên lớn nhất. À, đây, đây, thầy nói, thầy làm cách khác rồi vừa nãy thầy hướng dẫn cách khác nhưng bây giờ thầy lại làm cách khác nó có hai cách làm ạ à? đây cách một này cách một còn cái cách vừa nãy thầy nói đó là gì tìm x nguyên để p nguyên ý, nó khác nó khác 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 một chút tìm x nguyên để p nguyên thì phải tìm tất cả ước còn bài này thì thầy làm trực tiếp luôn nhé đi tìm giá trị lớn nhất luôn Ở p lớn nhất thì 25 mươi x phải dương thế thầy giải thích rồi đấy nếu 25 mươi x mà âm ấy thì 4 trên 25 chữ x nó là âm biểu thức p âm biểu thức P âm thì không thể là giá trị lớn nhất bởi vì P có thể nhận các giá trị dương. P có thể dương mà nên tất cả giá trị âm là không thể là giá giá trị lớn nhất được. Đấy, P lớn nhất thì khi 25 chữ x phải lớn hơn 0. À, và 25 chữ x phải nhỏ nhất. Đúng không nhỉ? Nhỏ nhất. Phải nhỏ nhất. Chia nhỏ nhất thì nó mới ra lớn nhất được. Đấy. Điều này tương đương với x phải nhỏ hơn 25. Và 25 trừ x nhỏ nhất thì x phải lớn nhất. ạ, X phải lớn nhất. Trừ nhiều nhất sẽ nhỏ nhất. X lớn nhất. Đấy, mà x này thuộc z nữa. X này thuộc z do giả thiết mà. X nguyên. Tìm tất cả giá trị x nguyên. X này thuộc z. Từ đây chúng ta sẽ suy ra. Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn 25 bằng bao nhiêu nhỉ? Bạn uh, nguyên. Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn 25 bằng bao nhiêu? 24. Ừ, đúng rồi bằng 24 đúng không? tương đương với x bằng 24 rồi x bằng 24 thì p sẽ đạt giá trị nguyên à thì p sẽ lớn nhất ạ x bằng 24 ở à, đây mới là lớn nhất rồi chết rồi 24 x bằng 24 nhưng mà rất là may p nó nguyên đấy mẹ à, x bằng 24 khi đó đây mới là xét lớn nhất nhá còn chưa xét là nguyên Đó. À, khi đó p bằng khi đó p nó sẽ bằng Đấy, 4 trên 24 25 24 25 24 à, bằng 4. bằng 4. À, rất là may là nó cũng nguyên. <laughs> rất may là nó cũng nguyên. Đấy. À, x bằng 24, p sẽ bằng 4 và cũng đạt giá trị nguyên ạ. À. Và đây là giá trị nguyên lớn nhất này, Sau đó thì chúng ta kết luận thôi. Vậy x bằng 24 để p đạt giá trị nguyên lớn nhất. Thì cách này làm cũng có vẻ mạo hiểm nhỉ? Mạo hiểm. Cái cách của các em lớp 8 vừa mới làm xong này. Đấy các bạn thấy không? ấy thầy cứ làm đi tìm lớn nhất đi đã. Nhưng mà rất may giá trị lớn nhất đấy lại là giá trị nguyên. Bài này nó đặc biệt. Bài này nó đặc biệt. Chứ bài này mà lại sửa thành 5 ở trên tử thì có khi lại không được. À, vẫn được. 24 lớn nhất thì vẫn nơi đây nó vẫn được rồi. À, ok. Kiểu kiểu như vậy. Đây là cách thứ nhất nhé. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể làm là như là đầu tiên thầy nói đấy. Đó là tìm để cho nó nguyên. Cách một này. Cách một xong. Cách một phương thanh có hiểu không em? Ok, rồi tốt. Cách thứ hai nhá là chúng ta không đi tìm P lớn nhất mà chúng ta đi tìm x nguyên để P nguyên. Tìm x nguyên để P nguyên sau đó trong tất cả giá trị nguyên của P, chúng ta sẽ lôi ra giá trị lớn nhất. Rồi, biểu thức P đây. Ok chúng ta sẽ đi tìm x nguyên để p nguyên ta sẽ đi tìm x nguyên tìm x thuộc z để p thuộc z để p thuộc z đã p thuộc z thế thì p thuộc z tương đương với p là số nguyên khi và chỉ khi 25 trừ x nó phải là ước của 4 đi thi có thể viết tắt chữ này được chỉ mày y như thế này luôn thì ước của 4 thì tương đương với 25 chữ x 25 chữ x nó thuộc các giá trị là cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 4, cộng trừ 4. Rồi sau đó thì các bạn kẻ bảng, đúng không? ta có kẻ bảng dòng đầu tiên là 25 chữ x, dòng thứ hai là x, dòng thứ ba dòng thứ ba là p, đó, ta tính ra p, tính ra tất cả các giá trị của p, đó, kiểu như thế. Ok, 25 chữ x bằng 1, rồi là trừ 1, rồi 2 rồi trừ 2 rồi là 4 thì đa số sẽ làm như thế này các bạn ạ. 4 này trừ 4 này cố gắng nhé mỗi môn cố gắng một tí Đấy, toán văn nhân 2 đừng đừng để mất điểm phải trình bày ở nhà trình bày chi tiết ra không phải vào phòng thi đấy làm tắt làm chi tiết ra ở nhà cứ làm tắt nhé vào phòng thi bảo đi thi em sẽ trình bày chi tiết nhưng mà vào phòng thi muốn trình bày chi tiết thì chả biết biết gì sau đó cứ viết lôm côm lộn cuộm ra đúng không? Nó lúc đấy nó mất thời gian, lúc đấy mình lại phải nghĩ xem mình viết gì mất thời gian lắm. <laughs> nghĩ nhiều. 25 chữ x bằng 1 thì x nó sẽ bằng là 25 trừ đi cái bên này. 25 trừ 1 ra 24. 25 trừ 1 ra 26. 25 trừ 2 ra 23. 25 trừ âm 2 ra 27. 25 trừ 4 ra 21. 25 cộng với lại 4 ra 29. Ê thế thì có người ui giời ơi nhìn đấy. 29 lớn nhất. Ngọc Minh thì sao thầy nhớ không nhầm thì là Ngọc Minh đấy, Ngọc Minh thì sao ấy. 29 lớn nhất ấy, đề nó bảo là P lớn nhất chứ đề nó bảo là X lớn nhất à đúng không P lớn nhất nó bảo là tìm giá trị để cho P lớn nhất ý không phải X lớn nhất nha sau đó thì bây giờ có X rồi ta thay vào ta tính P thì tính P thì các em làm thế này này à, các bạn rút máy tính ra sau đó nhập vào máy tính cho thầy là 24 trên 25 chữ X đấy. nhập vào máy tính là 4 trên 25 chữ x sau dùng cái nút này CALC đấy hãy tính cho tôi biểu thức P này tại nó sau các bạn thay vào can can ấy, can 24 đấy thay vào can 24 xem nó là bao nhiêu đó. Uh, 24 vào thì nó là 4 kiểu thế sau này can 26 can giá trị của x ấy. 26 ra thì nó là âm âm 4 rồi can 23 không thì ta nhầm cũng được bằng 2 can 27 âm 2 can 21 4 là 1 can 29 nó là âm 1 đúng chưa đấy âm 1 xem nào các giá trị của x thỏa mãn hết bởi vì x lớn lớn bằng 0 và khác 25 lấy hết này trong tất cả giá trị của P thì chúng ta nhận thấy là P bằng 4 là giá trị lớn nhất đúng không? trong tất cả giá trị nguyên của P này đây P chỉ có 8 trường hợp nhận giá trị nguyên thôi đấy. trong đó giá trị lớn nhất là 4 từ đây chúng ta sẽ suy ra đúng không? suy ra Uh, P đạt giá trị nguyên lớn nhất P đạt giá trị nguyên lớn nhất bằng 4 khi x bằng 24 nguyên lớn nhất bằng 4 khi x bằng 24 khi x bằng 24 câu này là cái câu hỏi là lạ 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 tí thế năm đấy thì các anh chị cũng bị ấy uh, các anh chị cũng cũng bị sao lại pin yếu nhỉ cũng bị loay hoay ở chỗ này một tí tẹo bởi vì cách hỏi nó lạ quá bình thường nó bảo là tìm x nguyên để p nguyên đúng rồi làm tốt luôn đúng không hoặc là tìm x để p lớn nhất thì cũng làm được nhưng mà tìm x nguyên để p nguyên lớn nhất thì nó lại là lạ lạ tí xong bài một <laughs> xong bài thứ nhất chúng ta chuyển sang bài thứ hai <cười> <cười> Bài thứ hai, bài này thì các bạn đều làm được hết. Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì sau 15 ngày xong làm công làm chung riêng đấy. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong 3 ngày rồi dừng lại, đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 25% công việc. Hỏi mỗi đội làm riêng thì bao nhiêu ngày sẽ xong? Thì câu này thì bạn nào cũng làm được nên là thầy chỉ đọc đáp số thôi. Đáp số cuối cùng nó là 24 và 40. 20, 24 và 40 đáp số là 24 và 40. Câu này thôi nhé, không phải chữa nhé. 2 không phải chữa. <laughs> 24 và 40. Điều kiện ở đây là x lớn hơn 15 và y lớn hơn 15. Đặt hai ẩn. À. Đặt hai ẩn. Gọi thời gian của mỗi đội lần lượt là x và y. Bởi vì làm riêng, làm riêng nên thời gian nó sẽ hết nhiều hơn. Nhiều hơn là làm chung. À, làm chung mất 15 ngày thì làm riêng sẽ làm mất lớn hơn 15 ngày. Và nhớ là x y không thuộc n sao đâu nhá. X y lớn hơn không thôi lớn không và a à, lớn không, ok lớn không cũng được mà lớn hơn 15 cũng được, lớn 15 thì chuẩn xác hơn. Nhưng mà nếu mà ghi lớn hơn không thì cũng không bị mất điểm đâu. Đấy là bài giải toán bằng cách lập quy trình, giải toán bằng cách lập hệ quy trình. Xong. Ok một ý, bị ờ, sót ý... một ý nữa. Có một cái câu về rồi nó có một cái câu bài 3 ý 2 đúng không? Bài 3 ý 2. Bài 3 ý 2 là cái bồn nước. Rồi, bồn nước inox có dạng hình trụ với chiều cao là 1,75 và diện tích đáy là 0,32 m2. Hỏi bồn cờ nước này đựng đầy nước được bao nhiêu mét khối? Thì cái hình trụ các bạn ơi, cái hình trụ chuẩn bị thầy cũng uh, ôn lý thuyết cái phần này. Bài 2. Bài 2 ý 2 hình trụ nói về cái hình trụ nhé hình trụ ok đây nó giống như cái 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 hộp của thầy đây này này nó làm cái hình trụ đấy hình trụ đấy hình trụ hai đáy là hai hình tròn hai đáy là hai hình tròn hai đáy là hai hình tròn đó hình như thế này được gọi là hình trụ ok hình trụ thế thì đây thầy vẽ nó ra đây hình trụ hình không gian rồi đấy hình không gian đáy của nó là một hình tròn đáy của nó là hình tròn diện tích hình tròn bằng gì nhỉ bạn uh, Đức Nguyên diện tích hình tròn bằng gì em? Ờ, uh, diện tích hình tròn Thầy nghe không rõ nhỉ Em nói lại cái Bán kính nhân 3,14 là Vâng vâng Linh tinh Này hình trụ đấy Đây là hình trụ Nói về cái hình trụ một chút nha À, các bạn có thể ghi chép luôn nhớ luôn lý thuyết chưa thầy hình trụ à, nó là một cái hình như này bán kính nhân 3,14 mười bốn vẫn linh tinh trúc linh nói lại diện tích hình tròn nào ở đâu rồi nhỉ alo à, không thấy nhỉ Nhật Minh có ở đây không em? Không thấy luôn. Thì cái bài hình trụ thì thế này. Ở đây nó là thôi nói về kiến thức liên quan thôi nhé. Nó hỏi thể tích ấy. Thể tích thì nó bằng diện tích đáy này. Đấy, diện tích đáy. Diện tích đáy sau đó nâng dần, nâng nâng dần, nâng dần, nâng dần lên. Thì nó lấp đầy khoảng không bên trong này thì nó là thể tích. Đấy, diện tích này, lấp đầy này thì lấy diện tích nhân với chiều cao thì sẽ ra thể tích đúng không? hình trụ thì thể tích của nó là ký hiệu là v sẽ bằng diện tích đáy s đáy nhân với chiều cao chiều cao h nếu ừ. diện tích đáy nếu chưa có công thức à, nếu chưa có ấy, thì chúng ta tính bằng công thức là p r bình p r bình nếu đề cho pi là 3,14 thì chúng ta là 3,14 nhân r bình chứ khoảng nhân r nhá. Được chưa? H là khoảng cách hai đáy. Đấy thế này thôi, thể tích nó bằng đấy. Nhưng đề ở đây nó cho sẵn rồi Nó cho là cái gì Chiều cao là 1,75 Diện tích đáy là 0,32 Chả phải pi r bình nữa. Nó cho luôn diện tích đáy rồi ạ 0,32 mét vuông rồi nhân với đường cao 1,75 m Thế ra là mét khối ạ Đơn vị là mét khối Thế nhân ra thì chúng ta được là 0,56 mét khối Có bạn không làm cái này luôn 0,56 mét khối Dự đoán được mà diện tích đáy nhân chiều cao thì ra thể tích thế thôi hình trụ thì thầy nói cái này là đủ đủ kiến thức để làm nó rồi nhá <laughs> tiếp tục sang bài số 3 bài số 3 bài số 3 ý 1 đây thầy đã đánh thiếu mất một tí tiệu một đề ừ, bài 3 ý 1 giải phương trình cái phương trình này gọi là phương trình trùng phương Xong cái câu này này Tiếp tục sang bài 3 ý 1, giải phương trình. Giải phương trình x mũ 4 7 x bình 18 bằng, bằng 0. Thì kiến thức đó, đó là cái phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương. À, hình như thầy nói ở trong lý thuyết rồi, phương trình quy về bậc 2. A x mũ 4 cộng với B x bình phương cộng C bằng 0. Điều kiện là A khác 0. Với cái phương trình này thì về phương pháp chung người ta đặt T bằng x bình phương là t bằng x bình phương với điều kiện là t lớn bằng không t lớn bằng không nhá khi đó thì phương trình trở thành là at bình phương trừ đi b cộng bt đây là gọi là phương pháp chung chứ ngoài ra chúng ta có thể làm bằng cách khác để chúng ta phân tích thành phân tích về trái thành nhân tử Đấy cũng được còn đây là phương pháp chung thôi at bình cộng bt cộng c bằng không thế giải ra từ đây thì có t có t thì sẽ suy ra x thôi suy ra x thì nó có có thể nó có những câu hỏi đặc biệt này đây gọi một đây gọi hai nhá cái phương trình một mà có bốn nghiệm phân biệt giả sử nó có bốn nghiệm phân biệt đề bài yêu cầu thế có bốn nghiệm x phân biệt thì tương đương với phương trình 2 này nó phải có hai nghiệm t dương phân biệt hai này có hai nghiệm t dương phân biệt mà phương trình có hai nghiệm dương phân biệt điều kiện là gì nhỉ bảo linh Bảo Linh có đây không? Mai Trang, Mai Trang có đây không em? Delta à... lớn hơn không. Ừ, a khác không này, delta lớn hơn không này, gì nữa con? Đây là có hai nghiệm rồi. Dương, hai nghiệm dương phân biệt, phương trình bậc hai mà có hai nghiệm dương phân biệt điều kiện là gì? Thầy dạy rồi, dấu các nghiệm phương trình bậc hai tổng dương đúng không? Tổng bằng trừ B trên A lớn hơn 0. Tích bằng C trên A lớn hơn 0. Đó. Giải một loạt cái này thì ra. Nó thường có cái câu hỏi kiểu như thế. Nhưng mà bài này dễ rồi. Bài này ừ, quá đơn giản. Bài này không hỏi cái này. Đây thầy nhắc nhân tiện lý thuyết nhắc luôn thôi. Đặt T bằng X bình thì phương trình trở thành là T bình trừ 7T trừ 18 bằng 0. Giải ra T thì sẽ ra X. Nhá. Đấy, x t lớn bằng không thì x nó sẽ bằng cộng trừ căn t và bài này thì chúng ta chỉ ra hai nghiệm thôi phương trình có thể ra bốn nghiệm nhiều nhất là bốn nghiệm nhưng mà chỉ ra bài này thì chỉ ra hai nghiệm thôi đó là s tập nghiệm của phương trình đã cho này bằng s bằng cộng trừ ba cộng trừ ba cái câu này là không phải năm điểm sau đó thì chúng ta chuyển sang cái bài hình bài hình thì cũng dễ thôi đây, bài hình, đây có vẽ hình sẵn đây. Ok, Nhật Minh ơi Em nhìn hình có rõ không? Nhìn cái hình này có rõ không Nguyên ơi? Nguyên nhìn được hình không em ơi? Nhìn rõ chưa? Rồi, đúng không? Rồi, Rồi khắc phục tí vậy rồi chúng ta chuyển sang câu hình nhá. Câu hình thì chắc là nó cũng chỉ khó y cuối thôi. Còn mấy cái ý trên thì các bạn làm tốt vào. 2019 nè. À. Năm này không biết là đã có dịch Covid chưa? 2019. Đề thi 120 phút chắc chưa có đâu. đề bài cho như sau, cho tam giác ABC có ba góc nhọn, tức là tam giác nhọn đấy, chúng ta phải vẽ tam giác nhọn nhé. Có cạnh AB nhỏ hơn AC, cạnh AB này nhỏ hơn cạnh AC. Nội tiếp đường tròn tam o, ok. Hai đường cao BE và CF, BE và CF cắt nhau tại H, H được gọi là trực tâm của tam giác. Ừ. Rồi chứng minh bốn điểm BCEF cùng thuộc đường tròn. Bốn điểm BCEF cùng thuộc đường tròn dễ rồi. E và F là hai đỉnh liền kề cùng nhìn cạnh BC dưới những cái góc vuông. Vậy chúng bằng nhau suy ra nó là từ giác nội tiết dấu hiệu nhận biết. Tiếp theo chứng minh rằng OA vuông góc với EF. Chứng minh rằng OA vuông góc với EF. Thì nhớ không nhầm thì bài này đã được chữa ở trên lớp rồi nhỉ. Đúng không? Chứng minh OA vuông góc với EF. Chúng ta có thể. Đây. OA vuông góc với EF. Chúng ta có mấy cách làm ấy. Thì nhớ đợt đấy thì có bạn Trúc Linh bạn ấy kẻ một cái tiếp tuyến AX này. Kẻ tiếp tuyến AX với đường tròn O. Thế thì. Um, ok để chứng minh rằng là OA vuông góc với EF uhm. chúng ta sẽ chứng minh AX nó song song với EF AX song song với EF dùng cái góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AX và dây cung AB đấy nó sẽ bằng số đo bằng một nửa số đo của cung cung AB rồi chúng ta sẽ chứng minh nó bằng cái góc F này thì cái góc A này nhá cái góc BAX nó là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung AB chắn cung AB thì nó sẽ bằng góc ACB góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AB đấy hai góc đấy bằng nhau góc C này và góc A này bằng nhau thế mà cái góc C này cái góc C này lại bằng góc AFE góc AFE là góc có đỉnh là góc ngoài tại đỉnh F góc ngoài tại đỉnh F bằng góc trong của đỉnh đối diện cái tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp vừa mới chứng minh xong ấy thì suy ra là góc F này nó bằng cái góc C ở bên này góc ngoài tại đỉnh F bằng góc trong của đỉnh đối diện C đấy bắt cầu sẽ suy ra là cái góc A này góc BAX nó sẽ bằng góc A FE mà chúng ở vị trí đồng vị xin lỗi chúng ở vị trí so le trong từ đó suy ra là AX và EF song song với nhau AX là tiếp tuyến mình kẻ thêm mà nên AX nó vuông góc với lại OA suy ra EF cũng vuông góc với OA đều phải chứng minh rồi ý sau mới ý, ý sau bắt đầu khó gọi K là trung điểm của BC đây gọi K là trung điểm BC là điểm chính giữa của BC đường thẳng AO đường thẳng AO cắt đường tròn tại điểm đường thẳng AO cắt BC tại điểm Y đường thẳng AO cắt BC tại điểm Y đường thẳng EF đường thẳng EF Ok, đường thẳng EF đây. Cắt AH tại điểm P. Câu này khó. Tại điểm P. Chứng minh rằng tam giác APE, chứng minh tam giác APE APE nó đồng dạng với tam giác AIB, đồng dạng với tam giác AIB. Không biết là các bạn nhìn có rõ không? Câu này nguyên có làm được không? Nguyên alo em 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 có nhìn được hình không em ok đã chứng minh cho thầy tam giác APE thì ba nhá thì ba là chứng minh cái tam giác APE APE nó đồng dạng với tam giác APE đồng dạng với tam giác AIB AIB APE đây, A, P, E đồng dạng với tam giác A, I, B. A, I, B. Cái này có thời gian ngồi nghĩ thích. chúc Linh hôm đấy có chứng minh được nó đồng dạng không em? Làm ở nhà có chứng minh được nó đồng dạng không? Không à? Nó đồng dạng chiều góc góc đấy. Đấy, nó đồng dạng chiều góc góc. Đấy, các bạn nhìn cái tam giác APE A nhé, APE nó đồng dạng với cái tam giác AIB, AIB. Đấy, điều đó chứng tỏ rằng là cái góc A, hai cái góc A nó bằng nhau, vâng. A, B, I e với lại APE đồng dạng với nhau. Ok, thế nên nhìn thấy hai góc nào bằng nhau không? em em có nhìn thấy được hai góc nào bằng nhau không hai tam giác đó đã nhìn thấy hai góc nào bằng nhau chưa đức nguyên các bạn có thể nhìn hình ở trong bài làm của các em đó. chúng ta có này có cái góc e bằng góc b rồi em à góc e bằng góc b cái góc a e f ấy nó chính là góc a e P ấy. Đây góc E này. Nó đã bằng góc ABC rồi, nó bằng góc ABC rồi. Nó do cái tứ giác BFEC nội tiếp mình chứng minh ở câu trên ấy. Tứ giác BFEC nội tiếp thì cái góc E này, góc ngoài tại đỉnh E này bằng góc trong của đỉnh đối diện. Vậy là mình đã có góc E bằng góc B. Nhớ nha, góc E bằng góc B sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh hai góc nữa bằng nhau là được. Hai góc nữa bằng nhau là được. OK, hai góc nữa bằng nhau. APE, à? ABI e đúng thứ tự chưa nhỉ? APE và AIB, APE và AIB, 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 hai góc A bằng nhau, góc E bằng góc B rồi. Bây giờ phải chứng minh góc P bằng góc I hoặc là hai góc A bằng nhau. thì các bạn thử xem là chứng minh được hai góc nào bằng nhau? Chắc hai góc A bằng nhau hơi khó Ta sẽ đi chứng minh góc P và góc Y bằng nhau Ta sẽ đi chứng minh cái góc A, P, E Bằng góc A, Y, B Không biết là vì sao nó bằng nhau Nhìn rõ hình chứ nhỉ Thầy nói luôn hai góc đấy bằng nhau lý do bằng nhau nhá, Đó là cái góc P này ấy, Cái góc A, P, E á góc ape nó bằng góc aib bởi vì tứ giác này đồng dạng này. Cái tứ giác pmid là tứ giác đồng dạng. À, xin lỗi là tứ giác nội tiếp thì nó nhầm. Đấy. pmid là tứ giác nội tiếp do có hai góc đối bằng 90 độ ấy. Do cái góc M bằng góc D bằng 90 độ. Vậy tứ giác này nội tiếp. Vừa rồi mình chứng minh được OA nó vuông góc với EF nè Nên là cái góc OMF này nó bằng 90 độ. OMP bằng 90 độ. Thế rồi là AH. H là trực tâm của tam giác ABC. H là giao điểm của đường cao BE và CF. Do đó H là trực tâm. H là trực tâm tam giác ABC suy ra AH là đường cao. Khi mà kéo dài AH cắt BC tại D, cắt BC tại D thì AH AD chính là đường cao ạ. AD nó vuông góc với BC. Suy ra góc D này bằng 90 độ, góc M bằng chín độ. Suy ra tứ giác PMID là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp thì góc ngoài tại đỉnh P tức là góc APE đấy bằng góc trong của đỉnh đối diện tức là bằng góc AID vậy hai tam giác là có hai góc bằng nhau rồi góc e bằng góc b góc uh, p bằng góc uh, i thì sì hai tam giác đồng dạng trường của góc góc câu này, câu này nửa điểm câu này nửa điểm còn một ý nửa điểm nữa đó là chứng minh <laughs> chứng minh hs song song với pi à, trước khi mà thầy uh, thầy nói là chữa đề nào ấy thì thầy cũng thông báo trước rồi nên là các em có thể xem trước đi tại đề đấy thầy toàn chữa những cái đề mà mình thầy cho làm rồi thôi thậm chí thầy chấm rồi ấy. cho làm rồi và chấm rồi nên các bạn xem lại tí đi để trước khi chữa đúng không à, ý tiếp theo nó bảo là chứng minh HS song song PI chứng minh HS song song với PI HS song song PI HS đâu chứng minh HS song song với PI PI đây, HS đây, chứng mây nó song song với PI. thì câu này không biết ở nhà các bạn nghĩ chưa? Mai Trang ở nhà nghĩ cái này chưa? HS song song PI. Mai Trang còn đó không em? Ờ. HS song song với PI. HS song song PI. chúng ta nghĩ thêm một chút nữa xem sao đấy bây giờ đã có ý chưa trước, trước rồi hai tam giác đồng dạng với nhau rồi APE đồng dạng với AIB hai tam giác đồng dạng rồi sau đó lại vào chứng minh rằng HS này song song với PI để chứng minh song song thì chúng ta có thể chứng minh hai góc đồng vị bằng nhau này hoặc là nó so le trong bằng nhau hoặc là cùng vuông góc với một cái gì đó HS song song với PI. Có hình ở trước mặt không? Phương Thanh có hình ở trước mặt không? Phương Thanh làm hình nhanh lắm mà. Bảo Linh có đây chưa? Bảo Linh. Ngọc Minh ơi, vừa nãy có phải em hỏi cái câu hình này không? có phải cái 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 bài hình em hỏi là cái bài hình này à? Ừ, nhưng mà cam chả bị sao em phải thấy gì hết Cam không thấy gì luôn à? <laughs> Chắc chắn được được chưa em nhìn thấy chưa Ngọc Minh nhìn thấy chưa rồi bây giờ chứng minh HS song song với PI HS song song với PI Hs song song với pi, chúng ta sẽ dùng tứ giác đồng dạng, à, tứ giác nội tiếp, tứ giác nội tiếp. Dễ De... chú ý hai cái tứ giác này nội tiếp này, DIMP nội tiếp, D thầy gợi ý để chúng ta nghĩ một tí nhá, DIMP là tứ giác nội tiếp vừa nãy nói rồi đúng không? Đấy tứ giác, P à, DIMP nội tiếp, thầy vừa mới chứng minh vừa nãy đấy. Thế thì nó có cái góc Y này em ơi Nó có cái góc MIP Nó có góc MIP MIP nó nhìn cái cạnh MP này Nhìn cạnh MP này Thì góc MIP nó bằng góc MDP Nó bằng góc M MDP 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 thầy là không kéo MD ở đây Nhưng mà hai góc đấy bằng nhau đấy Bởi vì nó cùng nhìn MP Cùng nhìn MP thì bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh nó bằng cái góc ASH nữa là xong. Đúng không? Nó bằng ASH nữa là xong. ASH nữa là xong. Liệu có bằng không nhỉ? ASH nó có bằng góc MDP không? MDP. ASH bằng MDP. MDA MDP với lại MDA là như nhau. Đó. Nó có bằng nhau bởi vì tứ giác này đồng, à, tứ giác này nội tiếp này, cái tứ giác là DHMS là tứ giác nội tiếp. Thế nói lại nhé, DHMS là tứ giác nội tiếp. Mà khi mà chứng minh được nó là tứ giác nội tiếp thì góc MSH nó nhìn HM mà thì nó bằng góc MDH MDH và MDP là bằng nhau bắt cầu là sẽ ra thế là việc của chúng ta bây giờ là sẽ phải chứng minh cái tứ giác SDHM nội tiếp SDHM SDHM nội tiếp tứ giác này nội tiếp Đấy. các bạn phải chứng minh tứ giác này nội tiếp là xong nội tiếp chưa hai từ hai hai từ giác nội tiếp một từ giác kia rồi đây từ giác này nữa DSM đúng rồi DSMH nội tiếp DSMH là từ giác nội tiếp à, các bạn nhìn hình của, của mình ở trong này nhé nhìn hình ở trong 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 vỏ ấy nó sẽ rõ hơn. DHMS nội tiếp. Điểm S được kéo kiểu gì đây? S là chính là đường đường kính à, đường kính iOS à? Đường kính iOS. À tiếp có ở đây không tiếp ơi? À, Nhật Minh có ở đây không em? Bảo Linh có đây không em? Hmm. Nhìn nốt cho thầy tứ giác đến nội tiếp nha. Là xong. SDHM nội tiếp. SDHM nội tiếp. Tứ giác nội tiếp có nhiều cách chứng minh lắm. Đó. 4 năm dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. <cười> <cười> Nếu mà chứng minh đường nối tiếp thì chúng ta sẽ có góc Y và góc S bằng nhau. Mà chúng ở vị trí đồng vị sẽ suy ra song song. Đồng vị sẽ suy ra song song. Ngọc Minh ơi, có vừa nãy có phải em hỏi bài này không? Không. Cái cái bài hình em hỏi thầy ấy, em nhắn ở trong Zalo đấy là bài nào đấy? đấy đấy là mặt sau của phiếu giảng võ ừ, mặt sau phiếu giảng võ cái phiếu mà thầy phát trước à nguyễn quý ừ. đức đúng không nguyễn quý đức sau thầy sẽ gửi ấy sao gửi kỳ cho gửi kỳ. rồi khó nhỉ mai trang nghĩ được không còn một ý nữa tổng tức là tổng cộng còn một điểm nữa ý này nửa điểm này rồi ý này nửa điểm cộng với lại ý cuối cùng nữa nên là cái câu hình đây chính là câu lý lấy, lấy điểm mười cùng nghĩ một tí nhá để cho phương thanh nghĩ phương, phương thanh có hình ở đấy không em ơi phương thanh giỏi hình mà DHMS nội tiếp DHMS nội tiếp Khi mà chứng minh được nó nội tiếp thì có góc HDM sẽ bằng góc HSM Thế mà HDM chính là PDM rồi PDM thì bằng PMI À PIM Cùng nhìn PM Ừ, Cùng nhìn PM 90 Cấp này Ok <laughs> Từ xác nội tiếp có 4 số hiệu nhận biết bốn dấu hiệu thường dùng AM nhân AS bằng AH nhân AD. Ok. AH nhân AD thì bằng AF nhân AB. Ok, bằng AM nhân AS. Có bằng rồi, cũng được. Các bạn có thể chứng minh cái tam giác này đồng dạng này Cái ý này khó Cái tam giác AHM AHM nó đồng dạng với tam giác ASD AHM Tam giác AHM đồng dạng với cái tam giác ASD Đấy, Khi nó đồng dạng với nhau thì sẽ có góc H bằng góc S góc h là góc ngoài tại đỉnh h bằng góc trong của đỉnh đối diện thì tứ giác cũng là tứ giác nội tiếp. Thế để chứng minh AHM đồng dạng với ASD thì chúng ta có xét hai tam giác này có góc A chung. Bây giờ chỉ cần chứng minh AP À xin lỗi. AH nhỉ. AH nhân AD bằng AM nhân AS là ra. AH nhân AD AH nhân AD nhé Thì nó bằng AF nhân AB Chứng minh được AH nhân AD Thì bằng AF nhân AB Nó cũng bằng AE nhân AC AE nhân AC Thế mà AE nhân AC Thì lại bằng AM nhân AS Dễ thấy các tam giác đồng dạng em ạ A, M, E đồng dạng với ACS góc 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 C và góc M cùng bằng 90 độ góc A chung đấy không biết là các bạn có hiểu không nói thế hiểu không chúng ta có là AP nhân với xin lỗi AH nhân A, AH nhân AD AH nhân AD nhá AH nhân AD thôi bằng luôn cũng được AH nhân AD không qua AF nhân AB nữa. AH nhân AD thì bằng AE nhân AF à nhân AC. Nó bằng AE nhân AC. AH nhân AD bằng AE nhân AC vì hai tam giác đồng dạng tam giác AEH nó đồng dạng với tam giác ADC. Lý do là tam giác AEH nó đồng dạng với tam giác ADC. Góc góc ấy, 90 độ góc A chung, góc E và góc D bằng 9 độ. À Trúc Linh nhìn có hiểu không em? Tôi cũng hiểu. Ừ hiểu. rồi. Thế còn AE nhân AC nhá, AE nhân AC lại bằng AM nhân AS. AE nhân AC lại bằng AM nhân AS. AM nhân AS. Lý do hai tam giác đồng dạng. À, tam giác AME đồng dạng với tam giác ACS. Tam giác AME đồng dạng với tam giác ACS. ACS đó. Thế bắt cầu thì chúng ta sẽ suy ra được là AH nhân AD. AH nhân AD bằng AM nhân AS. AM nhân AS vì nó cùng bằng AE nhân AC. AH nhân AD bằng AM nhân AS. Dễ suy ra được hai tam giác đồng dạng đó là tam giác AHM nó đồng dạng với tam giác đồng dạng với tam giác ASD. Hai tam giác đồng dạng với nhau, góc góc à, uh, xin lỗi, cạnh góc cạnh. Cạnh góc A chung, cạnh nữa. Thế nó đồng dạng rồi suy ra cái góc H ở ngoài này, góc H này bằng góc S ngoài tại một đỉnh bằng góc trong đỉnh đối diện, suy ra là tứ giác DHMS là tứ giác nội tiếp. tứ giác nội tiếp thì sẽ suy ra là góc MSH nó MSH nó chính bằng góc MDH và nó cũng sẽ bằng góc AIP Đấy, suy ra góc S và góc I bằng nhau mà chúng ở vị trí đồng vị suy ra là PI uh, PI song song với HS điều phải chứng minh một câu khó à? câu điểm 10. Câu lấy điểm 10. Thế nhá, về nhà các bạn sẽ trình bày lại cho thầy cái theo cái gợi ý như thế này. Chắc chắn là sẽ có cách khác để làm cái chỗ mà mà mà, mà tư giác nội tiếp này đấy. Chúng ta nghĩ thêm xem. Nghĩ thêm xem. Bài này giống cái bài hôm qua thầy chữa. Bài này giống hôm qua thầy chữa cũng dồn biến này, bài năm này câu cuối này. Đấy, bài năm câu cuối giống bài hôm qua thầy chữa cũng dồn biến đưa hết về a nhân b nó chặn cái biến ab chúng ta vào câu cuối đề 2019 2020 để sở đề bài cho như sau câu này nửa điểm tên bài là bài 5 cho biểu thức p bằng a mũ 4 cộng b mũ 4 trừ ab với ab là các số thực tức là không có a lớn không b lớn không nữa Đấy. và đề cho là a bình cộng b bình cộng ab bằng 3 bài này dễ hơn bài hôm qua tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của p tìm giá trị cả lớn nhất cả nhỏ nhất nữa giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của p cái cách làm là như sau thầy sẽ biến biểu thức p này về ẩn là a nhân b À, biểu thức P này biểu thức P thì sẽ bằng A mũ 4 cộng B mũ 4 Thầy cố tình cộng thêm 2 A bình à, B bình nữa cộng thêm 2 A bình B bình để ra cái hàng đẳng thức rồi thầy trừ đi 2 A bình B bình bởi vì vừa cộng xong mà trừ đi AB đây, bước đầu tiên đấy thế thì nó bằng A bình cộng B bình A bình cộng B bình tất cả bình trừ 2 A bình B bình trừ AB Thế mà A bình cộng B bình thì nó bằng 3 trừ AB Đấy rút từ giả thiết ra A bình cộng B bình bằng 3 trừ AB Vậy biểu thức P sẽ bằng 3 trừ đi AB Tất cả bình phương Trừ 2 lần A bình B bình Trừ AB Đó. Bật bung nó ra A bình B bình trừ 2A bình B bình Tức là trừ của AB tất cả bình Trừ A bình B bình Trừ đi 6AB Trừ 1 AB nữa là trừ 7 AB Cộng với 9 3 bình là 9 Đấy, Vậy nó sẽ bằng là trừ đi T bình phương Trừ đi 7T Cộng 9 Thế dồn về nó về một ẩn thôi Ẩn T Bài quá dễ rồi đúng không Bây giờ chúng ta phải đi chặn T Chặn xem là T chạy từ đâu đến đâu Bình thường tìm min mắc của biểu thức này Bọn lớp 8 mà T thuộc R là tìm được Nhưng bây giờ T nó phải có điều kiện Mình phải chặn điều kiện của nó chặn điều kiện của T Đấy, từ đó sau khi chặn xong thì chúng ta sẽ đi tìm min max của P Chặn điều kiện của T Chặn điều kiện thì từ cái giả thiết này đây thôi Đấy, chặn T T nó sẽ chạy từ trừ 3 đến 1 Bắt đầu thấy chặn T nhé T bằng A nhân B ạ à. T bằng A nhân B Chúng ta chặn T này Chặn cả min max nữa T bằng A nhân B Ta có là A bình cộng B bình A bình cộng B bình Thì lớn bằng 2AB Cái này lớn bằng 2AB Đó. Có bất đẳng thức A bình cộng B bình lớn bằng 2AB Vậy chúng ta cộng thêm AB nữa Thì bên này cũng sẽ cộng AB Cái này thì bằng 3 để bài cho 3 nó sẽ lớn bằng 3AB 3 lớn bằng 3AB Từ đây sẽ ra AB bé bằng 1 suy ra a nhân b bé hơn bằng một vậy chặn được t rồi t sẽ nhỏ hơn bằng một t nhỏ hơn bằng một thế còn lớn hơn bằng bao nhiêu nhỉ chúng ta xem có lớn bằng bao nhiêu t bằng a nhân b a nhân b mà có a bình cộng b bình a bình cộng b bình thì bằng a a bình cộng b bình cộng ab bằng 3 chúng ta xem là t lớn bằng bao nhiêu ok rồi bé bằng một thôi à bé bằng một thì chưa tìm được min max của t này đâu à của biểu thức t này đâu mai trang thử giúp thầy phần này xem nào đây thầy mới chặn được t chạy bé bằng một thôi liệu nó có lớn bằng số nào không cũng từ giả thiết này mà suy ra thôi A bình cộng B bình cộng AB bằng 3. Ta có A bình cộng B bình lớn hơn 2B này, cộng thêm AB là lớn bằng 3B. A bình cộng B bình cộng AB bằng 3 này. Vậy có 3 lớn bằng 3B, suy ra A nhân B bé bằng 1. A nhân B bé bằng 1. Còn muốn lớn hơn bằng bao nhiêu nữa cơ? Lớn bằng bao nhiêu nữa cơ? Đấy, lớn bằng bao nhiêu nữa? Thế thì uh, chúng ta có là... Ok. Ok ta có a bình lớn bằng không ạ a bình lớn bằng không b bình cũng lớn bằng không từ đó suy ra là a bình cộng b bình cộng ab nó lớn bằng ab lớn bằng ab nó dấu bằng xảy ra khi a bằng không b bằng không này ok vậy là t bé bằng ba à nhưng mà nó bé bằng một rồi thì bé đánh giá bé bằng ba Vùng nghĩa bé bằng một đương nhiên bé bằng ba ok mà Trang giúp thầy đánh giá nốt cái biểu thức A nhân B nè. A nhân B. Thầy đánh giá thì nó sẽ ra là lớn bằng chữ 3 và nhỏ bằng 1. Nhỏ bằng 1 đây rồi. Nhưng mà lớn bằng chữ 3 thì sao lớn bằng chữ 3? Trang ở nhà làm câu này không? Có bạn nào làm được câu này không nhỉ? Thầy chữa luôn nhá. A bình cộng B bình này bằng 3, A bình cộng B bình cộng AB bằng 3, thầy viết nó là A bình cộng B bình trừ 2AB. Trừ 2AB thì phải cộng thêm 2AB cộng AB nữa là cộng 3 B. Đấy thì nó bằng 3, 3 nó bằng cái này. Bằng A trừ B tất cả bình cộng 3 B. Cộng 3B. Oh à, oh, cũng không ra được cậu 3 b thì uh, cái này chúng ta cũng chỉ ra là nó lớn bằng 3 b thôi dạ AB bé lớn bằng bé bằng một cũng thế Để không ăn thua <laughs> t bé bằng một t bé bằng một ok cộng ab đi trừ ab cộng AB trừ AB. Thế thì chúng ta tách thành thế này đi, cộng đi. Cộng 2AB thì chúng ta phải trừ đi AB. Ta có A bình cộng B bình cộng AB bằng 3 và nó bằng A bình cộng B bình cộng 2AB trừ AB. Đấy, và nó bằng A cộng B tất cả bình trừ AB. Cái này lớn bằng trừ AB. Dấu bằng xảy ra khi A cộng B bằng 0. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là 3 lớn bằng âm AB 3 lớn bằng âm AB thì sẽ suy ra được là A nhân B bất phương trình đổi chiều lớn bằng trừ 3. Tức là T lớn bằng trừ 3. Khó. Đấy, đã xong chặn T. Xong việc chặn T. T của chúng ta ở đây là chạy từ trừ 3 đến lớn bằng trừ 3 và bé bằng 1. Lên lớp 10 thì bài toán này dễ này. Cái bài toán thì min max của biểu thức bậc 2 có điều kiện của t của ẩn thì nó là bài toán dễ ở à, lớp 9 thì nó lớp 8 và lớp 9 thì nó hơi khó một chút đến đây thì chúng ta phải tách hàng đẳng thức ở chỗ P này, này. sau lại đánh giá giống như buổi hôm trước đánh giá giống như buổi hôm trước và kết quả nó hơi lẻ năm để nó ra hơi lẻ thì đây chúng ta tách hàng đẳng thức nhé biểu thức P bằng trừ T bình cộng trừ 7T cộng 19 đây thì tách nhanh này T này bằng âm này T bình cộng 7T này thì cộng với nửa số 7 này bình thường. Tức là cộng với 49 phần 4. Tất nhiên câu cuối là nó phải khó rồi. Chứ đọc xong ai đọc xong cũng hiểu luôn. Thì có bạn nào được 10 thì biết chọn ai bỏ ai. Rồi. Cộng 7/4 49 phần 4 vào để cho nó thành hàng lần tức. Nhưng mà có dấu trừ ở ngoài coi như là chúng ta đã trừ 49 phần 4. Trừ 49 phần 4, 4 thì chúng ta phải cộng 49 phần 4 lại. Đây là cộng 9 nữa. À. Cộng 9 cộng với lại 49 phần 4. 49, 36, 36 cộng với 49, 5, ok, 85 à, 85 phần 4. Chỗ này là 85 phần 4, cộng 85 phần 4. Tức biểu thức T này, P này được bà viết thành là T cộng với 7 phần 2 tất cả bình phương, cộng với 85 phần 4. Đấy, ở lớp 8 thì chúng ta sẽ tìm ra giá trị lớn nhất là 85 phần 4 luôn. Nhưng ở đây, đấy là không có điều kiện gì T, T thuộc R. Còn T của chúng ta ở đây đang chạy từ trừ 3 đến 1 thì chúng ta phải đánh giá nó. Đó. Tiếp tục là T cộng 7 phần 2 đánh giá dần dần từ trong ra ngoài. À, đánh giá dần từ trong ra ngoài. Thì à, xóa trên này nhé. Gần xong rồi. Một tí nữa thôi. Đây, chúng ta có T nhỏ bằng 1, lớn bằng trừ 3, cộng thêm 7 phần 2 nữa. T cộng 7 phần 2 sẽ bé bằng 1 cộng 7 phần 2 tức là 9 phần 2. Và lớn hơn bằng trừ 3 cộng 7 phần 2 còn 1 phần 2 thôi. Trừ 3 là trừ 6 phần 2 cộng 7 phần 2. Đó. Tất cả các biểu thức này dương rồi. Cả tất cả các vế dương rồi. Chúng ta bình phương lên được 1 phần 4 bé bằng T cộng 7 phần 2 tất cả bình. Và bé bằng bình phương lên 81 phần 4. Rồi chúng ta nhân dấu trừ dấu trừ bất phương trình đổi chiều ạ. Trừ của T cộng 7 phần 2 tất cả bình. Lớn bằng trừ 81 phần 4. Và bé bằng trừ 1 phần 4. Thế chúng ta cộng với 85 phần 4 nữa. Thì ra P. P sẽ lớn bằng 85 phần 4 trừ 81 phần 4. Ờ, nó là 4 phần 4 là 1. Và nhỏ hơn bằng. Trừ 1 phần 4 cộng với 85 phần 4 là có 84 phần 4. Ồ, sao? Đẹp nhỉ? 84 phần 4 thì được là 21 à 21 21 vậy P lớn bằng 1 và bé bằng 21 chúng ta giải dấu bằng xảy ra nữa thì kết luận được min mắc Đấy, nếu như ở đây thì chúng ta sẽ có giá trị nhỏ nhất nó sẽ bằng 1 min P bằng 1 giải dấu bằng xảy ra nhé nó sẽ tương ứng là chúng ta tính được A nhân B này sau chúng ta phải giải hệ có A nhân B rồi lại có A bình cộng B bình cộng AB nữa chúng ta giải ra thì sẽ có AB mắc P bằng 21. Xem kết quả có gì sai không. Đúng rồi, mắc bằng 21. Đề bài yêu cầu tìm min mắc, min bằng 1 và mắc bằng 21 và chúng ta phải giải AB ra. Đó. Được kết quả thì đúng rồi. Thầy có cái bảng kết quả cũng gửi trong nhóm thì chúng ta tham khảo rồi. <laughs> Đáp số là min bằng 1, mắc là 21 phải giải dấu bằng xảy ra. Ví dụ min bằng 1 nhé. Nó phải giải dấu bằng xảy ra trước khi mà kết luận min bằng 1. Mắc bằng 21. Đây dấu bằng xảy ra đây. Tương ứng ở trên này đây luôn. Đây. 81 phần 4 là t bằng 1 này. Đấy, đạt giá trị min bằng 1 khi t bằng 1. T bằng 1 tức là em sẽ có a nhân b bằng 1. Và a bình cộng b bình cộng ab. A bình cộng b bình cộng ab bằng 3. Giải ra cũng là một vấn đề đấy. Tại ra cũng là một vấn đề. Ở đây chúng ta tách tại, tại thành tổng với lại tích. Tổng tích tách ra thành A cộng B. Tất cả bình trừ đi AB. Rồi giải có được AB. Thế giá trị uh, lớn nhất bằng 21 đạt được khi T bằng âm 3. Tức là chúng ta giải A nhân B bằng âm 3. Và A bình cộng B bình cộng AB bằng 3. Giải ra là có AB. thấy phần giải dấu bằng xảy ra thì dành cho các em là min bằng 1, mắc bằng 21. Chúng ta chữa xong cái đề 2019. Thì trong đề bao giờ nó cũng có ba ý khó các bạn. Ba bốn ý khó. Đó câu một ý cuối này, câu um, hình này, ý cuối hình này và ý cuối đại này. Đấy, và có một cái bài parabol um, đường thẳng nữa cũng có hơi khó khó tí. Đấy, hệ thức VS ấy. Nó khó 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 một tí tẹo thôi. Trong đề không tránh được những cái đấy đâu thì những cái phần dễ là mình phải làm được phải làm chắc chắn không được tính sai không được như bạn phương thanh vừa rồi cái bài giải giải toán bằng cái lập hệ phương trình ấy. bài đấy mà đi thì thôi xong chả có cái bài nào gánh được nữa cả Thôi nhá buổi chữa đề 2019 2020 đến đây chúng ta dừng lại đây nhá về các bạn sẽ trình bày lại đó xem video trình bày lại rồi nghĩ xem có cách nào đơn giản hơn không hoàn thiện cho thầy đề 2019 2020 thầy sẽ kiểm tra lại đấy nha các em nghỉ nhá